Với 85 tiết mục trình diễn và hàng trăm giờ tập luyện căng thẳng trong vòng 3 tháng, hành trình đi tìm quán quân của gương mặt thân quen phiên bản thế hệ mới đã đi đến vòng thi quyết định. Top 4 thí sinh xuất sắc nhất sẽ phải thể hiện tài năng của mình để tạo nên những màn trình diễn thăng hoa khó quên. Nói một cách công tâm, là một beatbox mà bạn có thể hát được như vậy là một sự thán phục của Hà dành cho bạn. Rồi nghe rằng bạn có thể nhảy, bạn có thể hát được rất là nhiều thể loại rồi, thì Hà lại càng thán phục hơn nữa. Một cô bé như em mà em có được cái dũng khí để mà đứng ở sân khấu to như này mà không bị sợ ấy, thì không là một cô gái tầm thường được. Em lại chọn một cái bài toán nó quá khó, vậy thì Linh sẽ phải giải cái bài toán nó như thế nào đây? Và cái bài giải đó em đi từng bước một vô cùng thuyết phục. Lại làm cho mình càng ngày càng ngạc nhiên hơn nữa về cái sự đa dạng cũng như là về cái khả năng dấn thân của các bạn. Bạn giải quyết nhanh gọn lẹ, không một vấn đề gì, không một cái lỗi gì có thể xảy ra. Hà nghĩ đây là một trong những đối thủ đáng gờm cho cái giải quán quân trong buổi tối ngày hôm nay. Càng lúc càng về sau anh bị cuốn theo em, anh quên mất mình đang ngồi ở vị trí ban giám khảo và anh nhún nhảy, anh hát theo em, anh như một fan cuồng. Và ai sẽ là người cuối cùng được xướng tên cho ngôi vị cao nhất của gương mặt thân quen 2020?